Những hình ảnh nhảy múa rất là dễ thương này là của các bạn nhỏ vừa tham gia chương trình kỷ niệm 10 năm với múa của Dance Center, một ngôi nhà chung của những người yêu múa đủ mọi lứa tuổi được thành lập 10 năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu múa và tâm huyết với việc giảng dạy, những người tạo nên ngôi trường múa này còn có một tình yêu đặc biệt với Việt Nam và một ước mơ rất lớn là truyền cảm hứng và tạo kết nối cho cộng đồng yêu nhảy múa trong và ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có thể kể đến những cái tên đặc biệt như là nghệ sĩ Linh Ratu, biên đạo múa John Huy Trần. Started in 2007, and at the beginning it was a small school that I created because I wanted to have under one roof students from everywhere to learn together. Now we have around 800 students, which is a lot, and I'm very proud of them when I saw them today dancing, performing with their big smile on stage, getting confidence. Khi nào mình xem, mình rất là nhớ hồi xưa lúc mình nhảy múa. Một cái điều đặc biệt nhất là cái sự yêu thích John Huy được thấy trong cái, không phải chỉ là cái cơ thể của các bạn dancer, nhưng mà trong cái ánh mắt luôn. Tất cả mỗi ngày, không phải mình dạy cho mấy bạn dancer, nhưng mà mấy bạn dancer cũng dạy nhiều cho mình. I'm very passionate about dance because it's a way I can move, I can express myself through movements. And I do this regularly because it's great for your body, it keeps you in shape and also helps you discover yourself as not only a dancer but a person. We have students coming from everywhere in the world. This is also very special, I think, in Dance Center. So we have this mix of community and together they work. And we know that coming from different culture, I think it's beautiful to see them reuniting together with the love of dancing. She works the nights by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. John Huy cũng làm việc cùng mấy bạn dancer nhiều năm rồi, và cái ước mơ của mình là cùng mấy bạn làm tất cả mọi người chia sẻ với nhau, dạy nhau, mình muốn phát triển cùng nhau theo một cái thế loại riêng của chính mình. Với UDG vì mình có nhiều bạn với kỹ thuật hip hop và ballet và đương đại, thì mình tạo ra một cái kỹ thuật mới của mình, riêng của mình là hip hop đương đại, tương tác với nhau và tạo ra mấy cái kỹ thuật và mấy cái động tác mới. Trong thời gian vừa rồi, UDG được một cái cơ hội để lên mấy cái kênh nước ngoài như TED Talk và sắp tới là Netflix trong một cái chương trình tên We Speak Dance. Và đây là một cái ước mơ của John Huy và UDG để có một cái sân khấu hay một cái sân chơi hay một cái gì đó để chia sẻ nhảy múa ở Việt Nam. Việt Nam có rất là nhiều tài năng, nhưng nhiều người ở bên nước ngoài không bao giờ nghĩ nhảy múa. Nếu mà mình nghĩ về Việt Nam, mình không bao giờ nghĩ về nhảy múa, và John Huy muốn thay đổi cái điều đó. Đến với nhảy múa cũng đều để trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Đó có thể chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê, để khám phá một niềm vui đầy lành mạnh và khỏe khoắn. Nhưng là với lý do gì đi chăng nữa thì nhảy múa vẫn đang ngày càng phát triển và được yêu mến tại Việt Nam. Đó cũng là một tín hiệu vui cho những người yêu bộ môn nghệ thuật này.